30 tháng 5 tại thành phố Uông Bí, đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh và công ty cổ phần BOT Phả Lại về tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh Uông Bí. Tiếp và làm việc với Thứ trưởng, về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành liên quan. Cùng dự buổi làm việc về phía thành phố Uông Bí có đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Theo báo cáo của công ty cổ phần BOT Phả Lại, đến nay dự án đã triển khai được 57,46% tổng khối lượng công việc. Cụ thể, đoạn qua tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành hệ thống cống rãnh dọc, cạp mở rộng nền đường. Một số gói thầu đã bắt đầu triển khai thi công cấp phối đá răm và thảm nhựa mặt đường được 22 trên 30 km. Các cầu trên tuyến đã thi công xong hạng mục xây lắp chính. Tuy nhiên, theo đánh giá tổng thể, dự án đang chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân được xác định là do một số vị trí vướng hạ tầng kỹ thuật, các nhà thầu chưa quyết liệt trong thi công, năng lực nhà thầu còn yếu, nhiều hạng mục phải bổ sung, mật độ giao thông trên tuyến đông, tại một số vị trí công tác đảm bảo an toàn giao thông khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh Uông Bí là tuyến giao thông quan trọng của tỉnh. Việc sớm hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Quảng Ninh triển khai các kế hoạch phát triển. Vì thế, trong quá trình triển khai dự án, Quảng Ninh đã vào cuộc tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc thay đổi thiết kế dự án so với thiết kế ban đầu, chính sách điều chỉnh đã ảnh hưởng đến tiến độ. Đồng chí yêu cầu các địa phương phải giải quyết dứt điểm vướng mắc trước ngày 30 tháng 6 năm 2017. Đối với các hộ cố tình không hợp tác sẽ tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư cần thi công sớm tại các vị trí cần bổ sung cống rãnh dọc đảm bảo xong trước mùa mưa bão. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã thẳng thắn phê bình đơn vị tư vấn thiết kế dự án. Đồng chí nhấn mạnh, việc thiết kế không tốt đã khiến dự án phải điều chỉnh nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể, đến sinh hoạt người dân. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành xong trước 30 tháng 9 năm 2017. Chủ đầu tư dự án cần chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện phục vụ thi công. Đến 13 tháng 6 năm 2017 phải hoàn thành xây dựng chi tiết tại các mũi thi công, tại từng hạng mục của dự án. Bộ Giao thông Vận tải sẽ trực tiếp giám sát tiến độ thực hiện. Thứ trưởng cũng yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là công tác mặt bằng. Khi đã có mặt bằng sạch phải huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ để đồng bộ với các gói thầu khác. Trong quá trình triển khai thi công, phải nghiêm túc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm.